chưa? Trời ơi, hàng khủng cả nhà ơi. Cắn lên nè cả nhà. Nó cắn không? Nó cắn không? Hung lắm, con này hung lắm. Nó to. Lễ đầu tiên Hoàng Anh xin gửi lời chào tất cả mọi người ha. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo của Hoàng Anh nha. Thì hôm nay cũng tới ngày 27 rồi mọi người. Thì hôm nay Hoàng Anh sẽ thăm một chục cái. Hoặc là cái đợt trước là mình cái luồng trước chục cái mọi người. Là mình thăm được 7 con gắn đó mọi người. Thì hôm nay Hoàng Anh sẽ bắt đầu thăm từ chỗ ngay nhà chỗ Hoàng Anh trước hai cái mọi người. Lúc trước là mình chỉ thăm 8 cái thôi, Hoàng Anh không có tính hai cái nhà trọ này. Nhưng bây giờ mình thăm hai cái nhà trọ này nữa là một chục cái nha mọi người. Thì hôm nay Hoàng Anh bắt đầu thăm từ hai cái nhà trọ này. Hôm giờ mưa nhiều lắm. Mưa nắng không biết có không nữa. Thăm hai cái nhà trọ này xong rồi mình đi thăm 8 cái hai luồng kia nha. Luồng 3 cái, luồng 5 cái rồi. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ha. Giờ mời mọi người cùng đồng hành với Hoàng Anh đi thăm 7 hôm nay nha mọi người nha. Rồi, let's go đi thôi. Mọi người thấy chỗ Hoàng Anh cỏ ghê chưa? Cỏ giờ không biết đường đi luôn nè mọi người. Quá trời cỏ rồi. Hai cái bẫy Hoàng Anh đặt lúc sau mọi người. Quá trời cỏ rồi. Mong là bữa nay sẽ có hàng cho mọi người xem. Rồi, tới rồi. Hoàng đi giết mà cái đường này nó mòn vậy nè mọi người. Ghê chưa? Tới cái đầu tiên rồi nè. Thấy có gì không nè. Đầu tiên đặt đâu quên ta. À đây. Đầu tiên đặt đây mọi người. Vô à, có rồi mọi người. Ôi ôi. Nè mọi người coi nè, hành nè. Chắc chết rồi mọi người ơi. Ủa, mấy hôm chết rồi ta. Con nào sao nặng dữ ta, trời ơi kẹt đầu mọi người ơi. Ơi ôi một cái phanh kẹt đầu chết luôn rồi mọi người nè, kiến bu chết luôn, thấy không nè. Để mình lấy cái bẫy Sico đặt vào lắm, quá trời cái bẫy này lưới phân hai vậy đó mọi người. Đây mọi anh có đem hai cái bẫy Sico nè. Mình sẽ đặt lại lưới 8 ly nha. Đặt lưới 8 ly. Thay cái tường này là có hoài mọi người. Vậy thôi chứ không có gì gồm gà chứ. Ok. Còn cái nữa mọi người. Chán thiệt, mới vô khóc chết rồi. Còn cái nữa ngoài này. Ngoài này là dính hoài ha. Đây cái tường này rất là êm đó mọi người. Đây nè. Tường mòn rất là êm luôn. Nặng rồi con. Rồi cái này không có rồi mọi người. Ngủm rồi. Chuột còn chảy ra nè. Ok. Rồi. Cái này quanh là 10 ô. Ok mọi người. Được một con chết. Một cái không được. Mình thấy trong ngoài không? Rất là nhiều cỏ luôn nha. Rồi, bắt đầu mình sẽ đi thăm 8 cái ngoài nha mọi người. Tới chỗ hôm bữa mình thăm 3 cái nha mọi người. Nè, ở đây ngoài đường nè.
thăm cái đầu tiên. Cái đầu tiên này mọi người nhớ là dính hai con nè. Cái video trước Hoàng Anh quay ở trong rừng gần nhà dân, hôm nay Hoàng Anh ra lấy cái này trước luôn. Có người gì nữa, có người. Ok, đầu thăm nha. Chỗ này hổm dính hai con nè mọi người. Để hôm nay rồi có gì không? Cũng hơi nặng. Có gì không? Cũng hơi nặng. Chắc không có rồi mọi người. Chuột còn nha mọi người. Bây giờ mình tới chỗ 5 cái mọi người ơi. Chỗ 3 cái nãy không có gì trên nên mình quay luôn nha mọi người. Này mọi người nhớ cái chỗ, cái lều nào? À, cái nhà sụp sụp này nè. Ở mình dính con hổ ngựa chắc tối mọi người. Rồi bây giờ mình đi thăm nha mọi người nha. Chỗ này bữa trước Hoàng Anh cũng có nói mọi người, có dãy gắn hổ dện to lắm mà đặt hoài không dính. Lần này đi thăm coi sao. Chui vô như nè, tối thui nha mọi người ha. Để Hoàng Anh bắt thằng lát lên mọi người. Đó, đây cái bẫy nó nằm đây. Vô mọi người, vô mọi người ơi. To mọi người. Cái gì ta? Cái gì à? Giỡn. Tặng lách. Giỡn mọi người ơi, giỡn nha. Đù mà em này to. Bộ anh nói là hổm rồi. Đó mọi người ơi, to nè. Giỡn. Đù. Em này khoảng ký 3, ký 4 mọi người ơi. Để gan nghe mọi người nha. Nè mọi người. Dạ. Không được ký 3, ký 4 đâu. Em này khoảng ký 2. Quá mừng. Anh nói rồi mà, bữa mà anh thấy da gắn và hổ dện đây mà. Nè mọi người. Ồ, mình thấy không? Con này có chắc ký 4 ký gửi đó mọi người ạ. À, coi nè, thấy không? Thấy không nha, cái lồng này mọi anh làm tới 7 tấc mà. Thấy mọi người. Nè, cầm tới coi. Nè, khoanh thế nè mọi người. Đã nha. Chứ sao phải dính mày thôi. Rồi Hoàng Anh để máy bắt nha mọi người nha. Đây mọi người ơi, con này chắc khoảng ký 3, ký 4 rồi mọi người. Không biết được không nữa. Không biết được ký 3, ký 4 không nữa. Nè, cũng nè. Quá đã luôn. Rồi bắt em nó ra luôn mọi người ơi. Không được. Bây giờ dính được em. Bây giờ dính được em á. Nó dữ quá. Con này chắc ký 2 mọi người. Ký 2 trả lại. Ok mọi người. Rồi. Rồi nó quắn nè, thấy không? Mọi người coi đây, người ta mới chặt cây nè. Mới chặt cây nè mọi người. Chỗ mấy bà tường của anh ở dính hoa hành đó. Vô. Không biết có gì không nữa. May quá, cái bẫy còn. Rồi, vô gắn mọi người, vô nha. Cố gắng gì lạ vậy ta? Cái gì lạ quá mọi người ơi. Để
để mình lấy ra ngoài nha. Ồ, gắn nước không giống gắn nước mà gắn gì á. Dạ con ha, kỳ ta. Cái gì vậy trời? Ta đang chặt ở trong á mọi người. Cái gì vậy trời? Để anh mở cái xem nha mọi người nha. Không biết cái gì luôn á trời. Trời ơi. Cái này cái gì mọi người? Hả? Người biết cái này cái gì không? Không phải ngắn nước nha. Nó giống ngắn nước mà nó không phải ngắn nước nha mọi người. Nhìn lạ lắm nè, thấy không? Ôi. Nè, thấy không? Cái này không, mình không biết mọi người, không biết cái gì luôn. Để gắn nó giờ mới thấy cái này là lạ, thấy nó cũng hung lắm đó mọi người. Nó cắn liền không? Nè, nó cắn liền không? Nó thấy không? Thấy nó hung không? Phụng lên nè, không phải gắn nước đâu nghe mọi người nha. Của anh người miền Tây gắn nước của anh biết á, các bạn không phải gắn nước đâu. Cái này lạ lắm nha, nhìn nó hung lắm á, nó không. Ok, cái này của anh không biết gắn gì, của anh thả nghe mọi người nha, thả luôn đi. Gắn lạ quá, cũng to ấy, con này cũng khoảng 4-5 lạng ấy. Thả nghe mọi người, không biết gắn gì thì không nên bắt. Thả đi, ai biết cái gì comment lên cho anh biết chứ nha mọi người. Nhìn nè, mình biết cái gì không? Lạ thế không biết, to đấy. Rồi thả luôn. Rắn này không biết cái gì mà anh thả nghe mọi người. Nhìn nó lạ quá, không phải cái nước đâu. Mà anh biết cái nước mà, cái nước mà anh bắt thường xuyên. Thấy lạ quá thả luôn rồi. Thăm lên cá luôn rồi. Đây. Không cất đá gì trên. Ủa có. Không cất đá gì mà có ta. Đây nè mọi người ơi. Có rồi. Con này đem ngoài luôn mọi người. Quá. Chui hang chui. Chui hóc gì mọi người. Không phải dễ ăn đâu. Có nghe. Hổ hành em hổ hành nha, cái đường luôn mọi người. Mình coi nè, đường xe ngoài nè, đó xe chạy á, thấy không? Ok, cái đường luôn em hổ hành. Còn em hổ hành này được nhiêu không biết. Em hành là nhìn đã đó. Em hành này chừng hành 3 mọi người. Con này khoảng 3 lạng. Ok, bắt ra luôn mọi người. Con này anh khỏi dựng mới quay đi. Bắt ra luôn vậy đi. Thấy mọi người. Hành dễ bắt luôn. Giếng hôm ok, vậy là gà nó mùi. Trời ơi, ở dưới ông ơi, cho ông có đường dưới mà không đi. Đó, ra nè mọi người. Anh này chưa được 3 lạng đó. Rồi, ấu chuột luôn mới ăn chuột xong. Ok mọi người nha. Rồi, chào buổi sáng cả nhà nha. Thì hôm qua của anh đặt 10 cái luồng gần nhà đó cả nhà. Thì được tính ra là được 4 con.
nhưng mà có một con rắn lạ chứ con rắn hoành chết nha. Còn con hổ dện thì Hoàng Anh về cân hôm qua để được tí mốt. Ok, hôm nay Hoàng Anh sẽ đi thăm cái luồng ngay nhà quan nè, 35 cái, 3 luồng nha cả nhà. Thì nãy giờ Hoàng Anh cũng lại tới nhà quan rồi, đi vô bẻ mớ mấy cây cỏ để nấu thuốc uống cả nhà. Đổ mồ hôi nào giờ tới chỗ thăm 7 rồi. Mời cả nhà hôm nay đồng hành với Hoàng Anh ha. Để Hoàng Anh đi Hoàng Anh thăm. Nếu có gắn thì Hoàng Anh sẽ ghi hình lại chia sẻ với cả nhà ha. Rồi nếu cả nhà yêu quý kênh của Hoàng Anh thì cho Hoàng Anh một like cũng như một lượt đăng ký để ủng hộ Hoàng Anh ha cả nhà ha. Cả nhà coi đây là nhà quan nha, thấy không? Nhà quan không à cả nhà. Đó. Rồi bắt đầu Hoàng Anh đi thăm bẫy nữa nha cả nhà nha. Chui vô gụm. Đây. Đó. Ây da, đâu, còn đặt trong đó cả nhà. Không thấy gì luôn rồi cả nhà. Ây da. Không thấy cứt đá gì trên nè. À. Không thấy cứt đá mà nặng. À có cứt, có cứt cả nhà. Cứt nè. Nè cả nhà thấy không? Còn cái gì ta? Rồi hổ hành. Hổ hành nghe cả nhà. Ôi ôi, ở đây hiếm lắm mới có hổ hành đó cả nhà. Chắc mưa quá mới có đó. Chứ bình thường toàn là gắn hổ ngựa, hổ mèo, cặp ní. Hổ hành đặt đây. Chưa thăm được con hổ dện hết trơn. Để coi. Hổ hành này to không? Rồi, hành nhì cả nhà ơi. Hành nhì đại rồi. Con này tứ 4 lạng, 5 lạng cả nhà ơi. Nè, thấy không? Con này 4 lạng tới nửa ký nha cả nhà. Nhà thấy không? Rất là to luôn. Ok, hoàn đắt ra luôn nha. Đây cho lưới bắt ra luôn. Nó mới ăn chuột xong nữa. Dài hôm luôn. Ra đi em. Ra đi. Nó không chịu ra nữa cả nhà ơi. Cho vậy nó dễ ra luôn. Còn anh bắt con anh ấy hòm vậy. Ấy hòm chứ đừng cho nó nhão hôm nữa nha. Nó gà đó. Nó gà đó cả nhà. Ồ con này nó ăn chuột nó to cả nhà ơi. Con này chắc không được 5 lạng đâu. Khoảng 3 lần rưỡi 4 lạng. Này. Rồi. Ok. Tiếp tục nha cả nhà. Con đầu tiên. Nãy mà anh thăm được hai con. Một con ngựa, một con hổ hành. Mà nhỏ nhỏ mà, anh không quay cho cả nhà xem đi. Nào có con lớn ta to thì quay cho cả nhà xem nhỏ quá. À, trong đây một cái nè. Nó toàn màu quang không à, đây. Có gì không? Nặng cả nhà nha, nặng nha. Ồ, trời nặng dưới ta. Nặng dưới cả nhà không? Để coi con gì nặng dưới trời. Cái này nặng Phật có ký á, ký hơn ký á. Trời ơi trời, hàng khủng cả nhà ơi, hàng độc mà khủng nữa. Để đem nước bắt đàng hoàng cả nhà ơi. Chết tôi. Hổ mèo nha cả nhà. Ồ,
cha cha, nhà quan không này cả nhà, dốc này. Dưới là bờ suối cả nhà. Ôi ôi rồi, không có bao sao vậy ta, cái bao anh để ấy rồi. Ôi ôi con này to lắm, hổ mèo hạng cực độc nha cả nhà ơi. Để anh gỡ ra ngay cả nhà, con này cực độc. Hôm nay phải cẩn thận với nó mới được, cực độc nha. Ồ, thấy không? Không cả nhà. Ừ. Thấy không? Con này ký lô cả nhà nha. Ôi trời. Ghê chưa cả nhà, ghê chưa? Đó. Đó. Đó, ghê chưa cả nhà? Ghê chưa? Ghê chưa? Rồi, để bọn anh đi lấy cái bao của anh đắp nó nha cả nhà nha. Rồi cả nhà ơi. À, em này nè, cực kỳ độc nha. Ồ, thấy không cả nhà. Ồ, cung à. Cắn không cả nhà. Đây, hổ mèo gì nữa nha cả nhà ha. Chưa thấy mặt mình á, để mình cho nó thấy mặt mình là nó phun rồi cả nhà. Đây, thấy không cả nhà, đầu này nó chưa phun cả nhà, cực kỳ độc nha con này. Nó gì nè, đây, ở đây, cực kỳ độc nha con này, rồi, bắt cả lưng nha cả nhà, trước tiên phải để vô đây, đó, cái này lại. Là chưa xong nha cả nhà nha, cọp thêm nữa. Con này cực kỳ hung dữ. Cái nguy hiểm của nó là nó biết phun nọc đó cả nhà. Cực kỳ hung dữ luôn. Con này bắt không có ẩu được nha cả nhà nha. Nó trong các loại rắn độc là nó nguy hiểm nhất, tại nó phun nọc thường lắm. Lửa mắt nó phun không á cả nhà, chứ không phải đùa đâu. Rồi giờ bắt nha. Bắt con này nhiều lần mà cũng cảm giác vẫn còn rung đó cả nhà. Nó vừa hung. Rồi cho nó ra nha cả nhà nha. Đó. Ghê chưa? Trời ơi nó to. Ồ, cả nhà ơi. Nhà con nó to nè.
to giả mang cả nhà ơi, to lắm nha, con này có ký lô luôn. Con này coi nè, thấy không? Dùng anh sẽ đạp cái đầu của lợn của anh mới cọc được nha cả nhà. Ok, đây là gắn hổ mèo nha, con này phun nọc cực kỳ nhiều, rất là nguy hiểm, nó phun vào mắt không á. Rồi ok cả nhà, anh sẽ cọc lại cả nhà ơi. Rồi ok cả nhà, đặt được cái chân cái đầu này, đặt được cái đầu nó là ok. To quá to. Ok cả nhà, xong rồi nè, đó nè, nhìn thấy nó không? Con này có ký lô cả nhà ơi. Ôi trời. Ok, để anh cọc thêm lần nữa. Mở ngang cả nhà. Cỏ nè, lên ngập đậu trên nè cả nhà. Đây. Nặng cả nhà ơi, nặng. Nặng nha. Ô, nặng dữ trời. Wow, con ngựa khủng cả nhà ơi. Rồi đem ngoài bắt luôn. Ôi, quá trời. Cỏ lên ngập đậu cho anh cả nhà ơi. Hết theo đường vô luôn. À, chạy qua đất rồi. Ôi ôi. Cái cho nó mất mát mất rồi. Ok. Không. Ngựa này nó muốn ấy luôn cả nhà. Nó muốn kiểu như lọc á cả nhà. Nó sắp lọc rồi. Ôi ôi. Quá to nè. Nè coi thấy không? Con này chính lạng tới 1 kg lô ở bụng nó nè coi nha. To đùng luôn. Quá dữ. Nè, mắt nó trắng giờ nè cả nhà, sắp lọt rồi đó. Rồi, thấy không? Ok. Con này to lắm cả nhà ơi. Nè. Chạy to luôn. To hơn con ngựa bữa con Tài bắt nữa. Tấm chè đậu trên cả nhà. Yeah, nhanh lắm. Ra đây em, ra đây, không ra tao bắt ra, không ra tao bắt ra. Cắn rồi nè cả nhà. Nó cắn không? Nó cắn không? Hung lắm, con này hung lắm. Nó to. Con này chính lạng cả nhà. Chính lạng. Khoảng chính lạng. Ok cả nhà.
để cho túi luôn. Rồi tiếp tục thăm cả nhà. Mùa này được con gắn cực lắm cả nhà ơi. Tại mùa này cũng tháng 10 rồi, cũng sắp kiểu như là có không khí lạnh nữa cả nhà, nên một số gắn chuẩn bị đi ngủ đông rồi. Bắt được con nào hay con mấy. Điểm nhà quan xong rồi mọi người ơi, bắt đầu mình tới cái điểm ba cái nè. Mọi người nhớ cái chỗ này không? Chỗ này hôm bữa hai anh em mình bắt tổ ong gửi đây nè mọi người. Rồi như thầm bảy gắn đây luôn. Chỗ này thì hình ngon lắm mà nó nhỏ mọi người. Đặt từ đây nó thăm được này nó hai đợt rồi. Đợt trước được có một con hổ hành chỗ này luôn nè. Đợt này không biết có gì không. Chà. Cũng hơi nặng nặng á mọi người ạ. Rồi, có nha mọi người. Hổ ngựa. Hổ ngựa mọi người ạ. Ok. Để máy xuống bắt luôn nha mọi người. Ngựa này chắc để tí cho lại. Cái gì trời. Cái mắt. Ôi ơi. Con này chắc chưa được nửa ký luôn rồi. Được coi nè. Con này chắc 4 lạng. Ngựa nhỏ quá nhỏ. Ngựa này về thịt ăn luôn chứ. Đủ đủ luôn chứ. Ngựa này bán không có nhiều tiền trên người. Rồi bắt luôn. Nó hung lắm. Chịt chịt chịt. Cảm ơn. Cắn cắn mọi người cắn nè. Con này khoảng 3-4 lạng 4 lạng nãy dành ăn. Ok mọi người tiếp tục nha mọi người ha. Thì cái chỗ ba cái nãy được một con một rồi cả nhà ơi. Tới chỗ 8 cái nè, chỗ Hoàng Anh nói cái nhà đi hình rất là đẹp. Rồi cả nhà coi nước suối nó chảy trên đồi xuống nè. Đó, nó từ từ nó cao lên vậy cả nhà. Ở bên bển cỏ rất là gặm gặp luôn nha. Nó chạy xuống đây, ở dưới thì có cái suối. Cái kiểu như cái dòng sông nhỏ luôn rồi. Bây giờ mình sẽ lội qua con suối nè. Như thăm cái đầu tiên nha. Chỗ này họ anh đặt chừng nào dính mới thôi cả nhà. Anh nghĩ địa hình này rất là ngon nha. Đặt hai lần rồi, lần đầu tiên thì dính không dính nữa cả nhà, nên anh không quay. Lần thứ hai dính được hai con hổ ngựa. Con hổ ngựa gần ký á, với một con hổ ngựa nhỏ. Coi lần thứ ba này thì coi như thế nào cả nhà. Nhà hiệu của ta. Nhà hiệu của nhà. Rồi. Không biết có gì không. Chuột chết luôn cả nhà. Quá trời đất. Ok đặt lại nha cả nhà. Cả nhà nghe nước, tiếng nước chảy không. Nước chảy có cách cách dưới cả nhà. Ở dưới chỗ này nè, chỗ cái móc bọn anh chỉ xuống dưới nè, nước chảy có cách đã lắm. Trời ơi con hành cả nhà ơi, chút xíu à. Trời đây ra cả nhà, chỗ này địa hình này đẹp, nửa nhỏ xíu ta. Hổ hành là chút xíu à.
ba lạng nè cả nhà. Ok, bắt luôn, để mình gỡ bắt luôn khỏi dựng máy cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha. Thì 10 cái sau cả nhà thì Hoàng Anh thăm không có nghe cả nhà nha, nên Hoàng Anh không quay cho cả nhà xem luôn. Làm sao mà có được cả nhà, đi thăm mà 10 cái là 8 cái hết chết chuột hết rồi, chưa kịp ăn lúa luôn. 8 cái bịch lúa vẫn còn nguyên, chỉ còn 2 cái kia là chuột còn. Mưa nắng quá trời. Giờ Hoàng Anh sẽ cân thử coi cái này được nhiêu cả nhà. 2 kg cả nhà, không, 2 kg với được 2-3 con ngựa gì, với 3-4 con hành gì. Bên đây thì con hổ mèo nè, con hổ mèo này anh để 2 bầu chuẩn bị nha, đưa cho ông chú luôn. Thì hôm qua Hoàng Anh được một con hổ dện với con hổ hành, là con hành 3 lạng, con hổ dện 1 kg, ký mốt là ký tư bữa nay 2 kg 2 kg 7 nữa cả nhà, 2 kg 8, con này 8 lạng, con này 2 kg 2 kg 8, 2 kg 8 với 1 kg 4 là 4 kg 2 ha, cũng được ha cả nhà ha. Nói chung là bữa nay được nhiêu đó cũng với hôm qua nữa 4 kg cũng ok. Nói chung ngày chủ nhật được gì cũng ok cả nhà, tiền xăng, tiền cộ, tiền lúa, tiền chuột, tiền ăn. Cái mùa này á cả nhà, mưa nắng chuột chết dữ lắm. Với cái tháng 10 này sắp có thời tiết lạnh rồi nè, nên gắn nó cũng ít lắm cả nhà. Bẫy được con gắn đâu phải chuyện đơn giản đâu. Rồi bây giờ Hoàng Anh cũng xin phép gửi lời chào cả nhà ha. Chờ chuyển mưa đen thui hết nữa. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Rất cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Hoàng Anh trong clip này. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.